Gà thả giường mà đem đi hấp với mướp còn cho thêm nấm mối nữa thì bung chỉ chứ nhức nách gì nữa mấy bà ơi. Nhìn cái chén nước chấm cỡ này mà không ngon thì cái gì tôi cũng chịu. Trời, cái cọng nấm muối đen ta nói nó giòn sực sực luôn á trời. Hello mấy bà, tôi Thi nè. Bữa nay Mằng Xiên bữa nấu cái món ngon ngon tẩm bổ cho mọi người ha. Ý mà mọi người không có ăn được, thôi coi like chung với tôi nha. Này là nấm mối đen là trồng chứ không phải tự nhiên. Hồi xưa nhà tôi gà mà toàn đem đi nấu cháo xé phay không nhờ à. Coi tốt tốt mà bây giờ tôi biết quá trời món từ gà luôn mấy bà. Tôi ơi, đâm hành tím tỏi cho nó ra nước, có ốp vô cho nó thơm. Rồi mấy bà cho miếng tiêu muối, hạt nêm, nước mắm đồ nghe. Rồi ốp xương xương, ốp nhẹ nhàng thôi nha, tí nữa mình cũng chấm với nước chấm mà. Con gà này là cỡ gà leo núi chứ gà thả vườn chạy bộ gì nữa. Mấy cái trái mướp mà non non như vậy á, cạo đi mấy bà, cạo đi nó ngọt ngon rồi lắm. Để đó đi, cắt thêm củ hành tây lót đáy nồi nữa. Bữa nay ra chợ sắm nửa con gà thôi mấy bà. Nửa con chứ bà Thi bà lấy luôn cái cặp giò nha. Ôi thích ăn cái giò gà dữ lắm. Bà thì nói á, trời ơi cái giò gà nó đi nó đẹp ấy á, rồi ăn cái gì thì gì chứ ngon là tôi ăn à. Ăn luôn cả cặp cho nó đỡ rung tay rung chân. Nhà tôi được cái cũng có cái nồi hấp tử tế đàng hoàng lắm mà không biết cái nắp nồi nó đi xứ nào rồi mấy bà ơi. Cái thao nhôm lên coi bộ cũng ổn áp lắm à. Không có nấm mối vườn nên ăn đỡ, cái nấm mối trồng này ăn cũng ngon lắm mấy bà ơi. Tôi nói thì nói vậy thôi chứ tại nghèo á. Ê mà cái nấm mối đen này ăn cũng ngon lắm nha, nó cũng ngọt ngay à. Cũng giòn sực sực chứ bộ à. Mấy bà làm giống tôi đi, ở trên hấp gà còn ở dưới nấu cháo. Đó là cái nồi cháo này tinh qua hội tụ luôn. Thêm miếng hành miếng tiêu nữa thì dứt thôi chứ còn chờ cái gì nữa. Nãy giờ không thấy tôi làm nước chấm đúng không? Đúng rồi, tôi đâu có làm nước chấm đâu. Tôi mua luôn cái combo 3 chai muối ớt ba vị của tiệm phố núi, bữa tôi mua có 100 cành nè mấy bà. Một chai muối ớt xiêm xanh nè, một chai ớt xiêm đỏ, với lại một chai muối ớt tứ vị nữa. Tính ra thì giá cả ổn áp ghê luôn á trời. Ba chai muối này là combo quỷ diệt luôn mấy bà. Chấm cả thế giới là có thiệt luôn quá. Phải công nhận là nó thơm lắm luôn. Cái muối mà sánh kẹo cỡ này không ngon thì cái gì ngon nữa. Gà hấp nấm mối mà ngon chín thì cái nước chấm phải ngon mười. Mặn mặn ngọt ngọt chua cay vừa phải ăn dính lắm mấy bà ơi. Trời ơi, mua liền cái combo này cho tôi đem về chấm hải sản, chấm gà, làm đồ hấp, đồ luộc, nghêu sò, ốc hến đồ đó, bao ngon. Tính ra thì tầm 30.000 một chai cũng hợp lý lắm chứ bà. Hạn sử dụng thì tới 6 tháng vô tư đi mấy bà ơi. Chai muối này thì nó cũng cay vừa thôi chứ nó cũng không có cay quá đâu. Mà phải cay cay ăn mới ngon đúng không? Tính ra thì giờ tiện ghê luôn á, khỏi phải suy nghĩ công thức làm nước chấm luôn. Phải tôi bán mà tôi khen nhưng mà cái muối này nó ngon thiệt mấy bà ơi. Bà nào mà ăn cái muối chấm của tiệm phố núi rồi thì vô bình luận một câu công bằng cho tôi đi, ngon mà đúng không?